Hiện nay thì trên thị trường đã có nhiều loại tấm ốp khác nhau, về chất lượng và giá cả thì cũng đã có sự phân biệt khác nhau khá là nhiều. Thì làm thế nào để cho mọi người dùng mà có thể là phân biệt được đâu là cái hàng mà đâu là cái hàng chất lượng và đâu là cái hàng còn kém chất lượng để lựa chọn cho mình những cái hàng phù hợp? Thì trong video này thì tôi sẽ giúp cho các bạn cách để phân biệt được giữa cái hàng dòng hàng chất lượng cao và cái hàng kém chất lượng. Thứ nhất là về thành phần cấu tạo. Thì đối với những cái hàng kém chất lượng thường thì là cái chất lượng nhựa không đạt yêu cầu. Cốt tấm thường được làm bằng nhựa tái chế. Cái độ bền nó sẽ không được cao. Đây, và cái cốt nó rất là yếu, nó sẽ mỏng và yếu. Đấy, nếu các bạn bóp nhẹ có thể là sẽ làm nó gãy. Đấy. Thì đây là cái hàng chất lượng kém này. Thế còn đối với lại cái hàng chất lượng cao thì hàng chất lượng cao thì cốt nhựa sẽ được làm bằng nhựa nguyên sinh. Cốt trắng. Đối với nhựa nguyên sinh này thì rằng là nó sẽ có độ bền và tuổi thọ cao. Nó và đặc biệt là nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thì đây là cái dòng tấm ốp của Haruma thì nó đã đạt tiêu chuẩn xuất châu Âu. Cái so sánh thứ hai là về mặt tấm. Thì đối với cái hàng chất lượng kém này thì thường rằng là cái phim của nó sẽ không được bền. Phim nó không được bền, nó dễ bong tróc. Và cái độ tinh tế của màu sắc của phim thì nó không được tinh tế bằng. Cùng một màu gỗ, cùng một màu như thế này, nhưng mà về cái độ tinh tế thì nếu mà được sờ, được cảm nhận thực tế thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rõ hơn. Đấy. Thế còn đây là cái bề mặt của cái hàng chất lượng cao. Đấy. Cái phim của nó rất là, mình sờ nó cảm giác rất là dày và nó rất là thật. Đấy. Rất là thật. Đối với nhựa tái chế thì rằng là nó sẽ không, khi mình hoàn thiện sau khi công trình mà làm xong thì là cái độ bền của nó sẽ không được lâu, thường thì nó chỉ được vài năm thôi là bắt đầu nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như là cong vênh hoặc là nứt gãy. Đấy. Thì như vậy rằng là nó sẽ rất là tốn kém cái chi phí để mà thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa. Thế còn là đối với cái hàng mà chất lượng cao, nhựa nguyên sinh, hơn nữa nó được làm rất là dày như thế này thì rằng là độ bền của nó lên tới 30 năm thì rằng là nó rất là giúp cho công trình nó rất được tiết kiệm. Tiếp nữa đến là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, đấy là về cái phần mà an toàn cho sức khỏe của người dùng. Thì đối với những cái hàng nhựa tái chế, do là tái chế cho nên rằng là nó cũng có chứa rất là nhiều những cái tạp chất, trong đó có cả những cái chất mà nó sẽ không thân thiện với sức khỏe của con người. Khi mà mình dùng lâu thì nó bức xạ ra cái môi trường không khí bên ngoài và nó sẽ ảnh hưởng dần dần đến sức khỏe của con người mình. Thế còn đối với những hàng nhựa nguyên sinh như thế này, hàng chất lượng cao thì rằng là cái tỷ lệ nhựa nguyên sinh, phần lớn là nhựa nguyên sinh, nó chỉ kết hợp với lại một số cái phụ gia khác để liên kết với màng phim thôi, thì rằng là hầu như là nó thân thiện và an toàn với sức khỏe của con người